Xin chào tất cả quý vị các bạn, và tôi là Mạnh Ô Tô. Và ở cái video lần này tôi xin chia sẻ với các bạn một cái dòng xe Vios 2013. Đây là chiếc xe Vios mà vào cái thời điểm nó tháng 7 này thì giá nó rất là hợp lý. Tại sao nó hợp lý là bởi vì cái tầm tiền nó thời điểm này nó chỉ khoảng 365 đến 368 triệu đời 2013. Nếu như đối với con Vios này vào thời điểm trước thì nó là vô cùng cao giá và nó chạm 400. Thì đối với cái dòng xe này vào thời điểm này thì nó là một trong những chiếc xe mà thứ nhất là có nội thất rất là đẹp và máy nguyên và gầm bã rất là tốt. Tổng thành xe thì không có dịch vụ và cũng không có va chạm, không có đụng độ gì cả. Thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về chi tiết của dòng xe này. Và đối với dòng xe này thì cũng có rất nhiều người cứ bình luận, có nhiều người hỏi rằng là đối với dòng xe Vios thì hoặc là cái tầm tiền như vậy thì nó khoảng bao, nó đi thế nào là tốt nhất. Thì chia sẻ với các bạn biết là với cái tầm tiền nó khoảng 365 đến cứ gọi là 370 triệu quay về đi, thì hoàn toàn chúng ta có thể sở hữu những chiếc xe mà chúng ta đi có thể là rất là nhiều năm sau nó cũng không có nó không có hỏng. Là một việc thứ hai là như này, nó rất khá là tiết kiệm về rất là nhiều những nguồn lực khác nhau, đó là tiết kiệm về cái độ sửa chữa, tiết kiệm về hệ thống nhiên liệu. Và cái điều khá là đặc biệt đó là nó là một trong chiếc xe nó khá là bền. Tất nhiên là đối với cái tầm tiền như vậy thì chúng ta mà để lựa chọn những cái dòng xe, nó cũng có thể là lựa chọn số tự động, có thể lựa chọn số sàn, nhưng mà tối ưu đối với đời 2013 mà vào cái thời điểm này được hơn con Vios là vô cùng tuyệt vời. Chúng ta sẽ đi chi tiết về dòng xe này. Đối với chiếc xe mà Vios đời 2013 này thì chúng ta biết rằng là khoảng 2 năm 2012 là nó bắt đầu lên bô lăng méo, la răng thâm thì tôi cũng đã chia sẻ với quý vị bạn rồi. Nhưng chiếc này nó là một chiếc xe mà tôi thấy rằng là nó được rút hồ sơ rồi, nó cũng khá là tốt xe với cái tầm tiền như vậy. Đây là toàn bộ phần táp lô, táp ly này. Toàn bộ phần cánh cửa, khóa rồi thì đến nội thất. Tất nhiên là đối với cái dòng xe chúng ta biết rằng là bô lăng méo và la răng thâm rồi thì nội thất. Con này thì màn hình lại nằm ở trên gương này. Màn hình nằm ở trên gương này. Hệ thống đầu đĩa và điều hòa gầm bẽ này khá là chắc, lốp mới khám dài, trần bọc túi bóng từ lúc mới. Trần nếu chúng ta bóc túi bóng ra nó cực kỳ là mới. Thì đấy là cái phần trần mà do người ta đã giữ để cho nó khỏi cái bẩn. Chúng ta biết rằng đây là toàn bộ cái phần bậc lên xuống này. Chúng ta biết là không có một chút nào mà nó gọi là xước xác cả. Thì chúng ta thấy rằng là hoàn toàn đây là một chiếc xe mà đi gia đình. Tất cả bậc lên xuống và tất cả cái phần táp lô, táp ly, phần tem cửa cho đến phần gầm, phần cua lốp là đều có thể nguyên hết. Và chúng ta biết hệ thống đèn đây là toàn bộ là đèn zin. Chiếc này là chiếc tôi đang rút hồ sơ rồi, và nó là một chiếc xe mà tôi thấy rằng là đi nó khá là ổn, mà tôi chạy khoảng hơn 1.300 cây số vừa mới về thì nó hoàn toàn có thể là đi được với những cung đường cực kỳ tốt như vậy. Tất nhiên là đối với chiếc xe 2013 mà với cung đường nó khoảng hơn 1.000 km một lèo thì nó là quá là bình thường. So với chiếc 2003-04 thì tôi tuyển thì nếu mà tôi dọn dẹp rồi thì nó cũng có thể là chạy, thậm chí vài chục triệu nó cũng có thể chạy được. Nhưng mà đối với những chiếc xe mà chúng ta biết là táp lô, táp ly nó mới như thế này là một việc. Thứ hai nữa là toàn bộ phần này, chúng ta nhìn thấy đây, đây là phần bao da này, phanh tay, củ số và phần vô lăng, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về chiếc xe này. Cũng như rất nhiều những video tôi đã chia sẻ cho quý bạn rồi thì chiếc xe này nó cũng chạy đâu đó khoảng, tôi nghĩ là nó sẽ khoảng chục vạn gì đó, không biết 11 vạn đối với đời 2013, nó được 11 vạn và máy rất là êm, điều hòa mát và gầm bệ cực kỳ chắc, lốp mới. Chúng ta sẽ đi qua chi tiết về cái phần đi qua chi tiết về toàn bộ phần máy và phần cốp sau. Còn phần trần thì nội thất thì tôi chia sẻ quý bạn rồi. Toàn bộ cửa chỉ, chúng ta biết là tất cả cửa chỉ là đều hai cánh nhá, tất cả cửa chỉ hai cánh này đều zin hết và đều cánh lạnh như vậy này. Ốc chưa có con nào chạm cả. Đây là toàn bộ phần sắt xi gầm bệ. Nói hết nhìn hộ đâu ba bô lê ạ. Ba bô lê gầm bệ phanh này. La răng, tất nhiên la răng đối với dòng xe này thì cũng không thể tránh được. Từ 2013 một vài những cái điều người ta là đi thì duy nhất có một vài cái hai cái la răng nó trượt chạc. Cái này thì nếu như mà chúng ta mà
có thể là sẽ đánh đi hoặc là có thể là sẽ tỉa lại cái phần lá răng, nhưng tôi để nguyên như vậy để cho nó, quý vị bạn có thể nhìn thấy hoàn toàn là cái xe phần cua lốp ở đây, phần keo cua lốp còn nguyên hết. Chiếc xe đang 113, toàn bộ phần đèn tôi sẽ mở cốp cho quý vị nhìn thấy, tất cả hai cánh này cũng vậy, toàn bộ phần chỉ cánh cửa này bên kia cũng vậy, không có một chút nào gọi là có một cái điều gì lai tạp ở đây cả. Máy cực kỳ êm, tôi đã test thử rồi, và không những nó đi, tôi đã test thử ở gần đây mà tôi đã đi khoảng, con này nó sẽ đi khoảng 1.400 cây số. Đây là tổng thành phần cốp này, toàn bộ phần keo chỉ, phần cabo và phần nỉ đây. Đây là toàn bộ những cái đồ nguyên của xe này. Đấy. Đây là phần cốp đấy. Phần cốp rất là mới. Cốp hai bên. Dễ dàng có thể nhìn thấy rằng là đối với cái đời 2013 như thế này là xe nó khá là giữ xe được. Chúng ta sẽ đi chi tiết được phần máy. Máy cũng chưa có lốc nào chạm cả, tổng thành từ bên đến dưới. Mình ra máy đây. Mình nhìn thấy tất cả từ ốc trên, ốc dưới và toàn bộ cái phần ốc chân máy cho đến những phần này là chưa tẩy, những phần này chưa tẩy nha, phần nỉ khoang nỉ cốp này chưa có tẩy gì cả mà xe nó đã như vậy rồi. Thì rất là yên tâm về chiếc xe này. Chúng ta lại cộng với lại tôi test cái quãng đường nó dài như vậy, máy êm gầm bẹ chắc chắn như vậy, không có một tiếng kêu, thì quý vị bạn hoàn toàn có thể là tham khảo đối với dòng xe mà Vios này. Với cái giá tiền thì nó, tôi đã nói cho quý vị bạn từ đầu cái đầu video này, thì quý vị có thể tham khảo ra là về chiếc xe này, thì tôi cũng có để số điện thoại bên dưới. Nếu quý vị mong muốn tư vấn về điều gì, hoặc quý vị mong muốn tôi làm cái video nào, hoặc là có thể là gửi ảnh bất kỳ con xe nào, thì quý vị có thể là comment, hoặc là có thể là gọi điện số điện thoại ở trên cái màn hình, tôi sẽ tư vấn cho quý vị hoàn toàn miễn phí. Và đừng quên rằng nhớ rằng là đăng ký kênh và share cái video này cho mọi người cùng xem, và rất nhiều người sẽ biết ơn quý vị để quý vị đã share cái video này. Và nhớ rằng là khi quý vị đăng ký cái kênh, đăng ký vào cái subscribe vào cái kênh này, thì khi tôi phát video thì quý vị sẽ là người nhận được video của tôi sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã xem video, và chúc quý vị bạn một buổi chiều thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, và chúng ta sẽ lại gặp lại nhau vào những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.